Nhóm Đinh Thập Tự kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con nhé. Kính thưa cộng đoàn, chúng ta đang sống trong những ngày cuối cùng của mùa vọng. Chỉ còn vài ngày nữa thôi, chúng ta sẽ đón mừng con Chúa Giáng sinh làm người. Thế nhưng, một sự việc vô cùng đau lòng khi tượng Đức Mẹ tại một xứ đạo bị đập phá ngay trong dịp Giáng sinh. Theo báo Công giáo đưa tin như sau, đau buồn tượng Đức Mẹ bị đập phá trong dịp Giáng sinh. Mùa vọng nhắc đến Đức Maria như một người phụ nữ chờ đợi với tình yêu khôn tả để thực thi lời xin vâng. Nhưng những sự việc xảy ra gần đây tại Colombia lại gây ra những phẫn nộ và đau buồn trong mùa của niềm vui và hy vọng này. Đức cha Fali Giovanni Gil Bentacu, giám mục giáo phận Monte Libano, Colombia, tuyên bố lên án các hành vi phá hoại xảy ra đối với các bức tượng Đức Mẹ Đồng Trinh Maria. Hai bức tượng Đức Mẹ bị phá hoại được đặt ở La Lucha và ở lối vào khu tự quản Monte Libano của Colombia. Đức cha nhấn mạnh đến quyền tự do tôn giáo và nói rằng những hành động lặp lại này đã gây tổn thương đến người Kitô giáo. Giáo phận Monte Libano đã gửi đơn khiếu nại lên các cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu điều tra sự việc. Cuối cùng, Đức Giám mục cầu xin Thiên Chúa ban ơn hoán cải cho những người đã thực hiện hành vi này. Kính thưa cộng đoàn, giờ đây, nhìn vào thực trạng trên thế giới và cả ở Việt Nam, không ít người ngông cuồng không tin vào Thiên Chúa, buông lời nhục mạ, xúc phạm tôn giáo hoặc hủy hoại nơi thánh, đập phá thánh tượng. Tại giáo phận Phát Diệm cũng từng có vụ xúc phạm thô bạo đến tượng Đức Mẹ Sầu Bi. Người dân địa phương cho biết, hầu hết những thành viên tham gia đập tượng đến nay đều bần thần, ngơ ngác, dù giáo dân chưa làm gì và chính quyền cấp trên chưa làm gì. Ít nhất, theo chúng tôi biết, đã có 2 trường hợp bị ngã xe máy và chấn thương sọ não, một đã hôn mê và một bị khâu hàng chục mũi ở đầu. Chúng tôi tới Đồng Đinh ngay khi vụ đập phá tượng xảy ra được hơn một tuần. Giáo xứ này mới được thành lập ngày 16 tháng 4 năm 2006. Từ nhà thờ giáo xứ muốn tới được địa điểm núi Gò hay núi Cay, nơi tượng Đức Mẹ Sầu Bi bị phạm thánh, khách hành hương phải đi thuyền dọc theo sông Hoàng Long khoảng 1 km. Đây là một đoạn sông rất đẹp, sơn thủy hữu tình. Người dân cư ngụ ở hai bên bờ, một bên là họ Trị Sở, một bên là họ Đông Thịnh. Họ sống bằng nghề làm ruộng, đánh cá và chở cát đá đi bán đó đây, biến khúc sông này như thể cái ao nhà của họ. Quả núi Gò mọc ngay ở cửa đoạn sông dẫn vào khu vực giáo xứ và không biết từ bao giờ đã trở thành tài sản chung của giáo dân, do giáo dân quản lý và sử dụng từ nhiều thập niên. Theo các bậc cao niên trong xứ thì trước năm 1945, người dân đã dựng thánh giá gỗ trên núi Gò. Đến năm 1957 mới xây thánh giá lớn bằng bê tông cốt thép. Ngày 5 tháng 11 năm 2006, Đức cha Giuse Nguyễn Văn Yến, giám mục Phát Diệm đã tặng cho giáo xứ pho tượng Đức Mẹ Sầu Bi. Giáo dân trong xứ rước tượng về đặt tại chân thánh giá trên núi Gò. Bức tượng Pieta này được đúc theo catalog của Ý, nặng khoảng 1,8 tấn và do một cha ở miền Nam tặng Đức cha Nguyễn Văn Yến nhân dịp ngân khánh linh mục của ngài. Bức tượng được đặt ở núi Sọ trong quần thể thánh đường Phát Diệm trước khi được rước về Đồng Đinh. Ngay sau đó, chính quyền và công an xã Thượng Hòa bắt đầu đến làm việc với giáo dân trong giáo xứ. Các nhân chứng liên quan nói trước sau khoảng 15 lần. Có những lần có cả các cán bộ tỉnh Ninh Bình và huyện Nho Quan tham dự. Trong đơn đề nghị của cha chính xứ và của giáo dân, có nói rõ ngày 27 tháng 11 năm 2006, có cuộc họp của đủ các thành phần. Ngoài mặt trận, Ủy ban Nhân dân và Công an xã Thượng Hòa còn có các đại diện của mặt trận, Công an tỉnh Ninh Bình và huyện Nho Quan, và đây là buổi làm việc rất căng thẳng. Ngay trong cuộc họp này, ông Đinh Minh Uy, Chủ tịch xã Thượng Hòa đã tuyên bố, nếu không hạ tượng thì kể cả cụt tay, tôi cũng lấy xà beng chọc nát tượng. Ông còn tuyên bố như thế tại hội trường mặt trận Tổ quốc huyện Nho Quan trong một cuộc họp có đủ các ban ngành trong huyện diễn ra vào ngày 1 tháng 12 năm 2006. Ngày 6 tháng 1 năm 2007, giáo dân trong giáo xứ nhận được phép của Tòa Giám mục Phát Diệm đồng ý cho chuyển bức tượng đến đặt trên núi lớn cạnh Nghĩa Trang bên triền sông, cách núi Gò khoảng gần 200 mét. Giáo dân chờ ý kiến của chính quyền, nhưng chính quyền các cấp không trả lời.
vào 15h30 phút ngày 29 tháng 1 năm 2007, ông Đinh Minh Uy và ông Nguyễn Xuân Tiểu, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thượng Hòa, dẫn một đoàn gần chục người thuê thuyền máy đến xem tượng. Đêm ngày 29 tháng 1 năm 2007, bà con giáo dân đang đánh cá trên đoạn sông gần khu vực núi Gò, nơi đặt tượng Pieta thì bị đuổi và bị bắt lưới cá và kích cá. Sáng ngày 30 tháng 1 năm 2007, tượng Đức Mẹ Sầu Bi bị đập vỡ. Nghe nói, giáo dân đã quay phim hiện trường, không kể bức tượng bị đập nát. Người ta còn thấy một chiếc mũ áo phao ướt, một quần nam và một quần nữ. Khi chúng tôi đến đây thì vụ việc xảy ra đã hơn một tuần. Từ xa tiến lại, chúng tôi thấy ngọn núi nhỏ trên sông phấp phới cờ tang. Đến gần một tí, chúng tôi còn nhận ra có nhiều vòng hoa tang ở trên núi. Chúng tôi xuống thuyền, lên núi, đọc kinh kính viếng Đức Mẹ và Đức Chúa Giêsu, cầu nguyện cho chúng tôi là những kẻ tội lỗi, cầu nguyện cho giáo dân trong xứ đang bị thử thách nặng nề và cầu nguyện cho những người xúc phạm đến Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Chúng tôi không thể không cảm thấy bức xúc và đau đớn. Đức Mẹ bị đập vỡ mặt, đầu gần đứt hết, chỉ còn một ít bê tông dính vào cốt thép nơi phần cổ. Tay phải Đức Mẹ, tay đỡ gáy và lưng Chúa Giêsu bị chặt vứt đâu mất, chỉ còn hai ngón tay cũng bị cụt dính vào phần vai Đức Chúa Giêsu. Tay trái Đức Mẹ, tay đỡ phần chân Chúa cũng bị chặt từ phần bên dưới vai. Đầu Đức Chúa Giêsu cũng bị đập vỡ nát và chặt vứt đâu mất. Chỉ còn vài thanh sắt dơ lên, trông giống như phần xương sống nơi cổ lòi ra. Hai chân Đức Chúa Giêsu bị đập vỡ nát, lòi ra các xương ống bằng thép và cả phần thép này cũng không còn lành lặn. Thân mình Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ đều bị búa nện lung tung, do đó bị sứt mẻ lung tung vì bị búa đập và xà beng chọc. Tượng Đức Mẹ Sầu Bi vốn đã sầu bi và bây giờ ở đây lại càng sầu bi hơn nữa. Có lẽ không có bức tượng nào trên thế gian này sầu bi hơn bức tượng này. Ngày xưa, người ta chỉ giết Đức Chúa Giêsu và những người theo Đức Chúa Giêsu. Ngày nay, người ta giết cả tượng Đức Chúa và tượng Đức Mẹ. Ngày xưa, người ta lăng trì, bá đao, xử trảm người theo Chúa. Ngày nay, tượng Đức Chúa và Đức Mẹ cũng bị lăng, trì, bá đao, xử trảm và sỉ nhục như thế, đau đớn thay. Xung quanh bức tượng, giáo dân đặt các vòng hoa kính viếng Đức Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria. Trên các vòng hoa có các dòng chữ phân yêu như: Giáo họ Đông Thịnh vô cùng đau thương khi mẹ chịu thương đau. Cộng đoàn Giáo họ Phong Châu vô cùng thương tiếc khi mẹ đau thương. Hội Mân Côi xứ Ngọc Cao kính viếng sự đau thương mẹ. Gần một thế kỷ trước, khi suy gẫm về thời các vua chúa bất hại người Công giáo Việt Nam, cụ Phan Bội Châu đã phải thốt lên rằng: Than ôi thời đại chưa khai hóa. Ngày nay nơi chín suối, chắc hẳn cụ vẫn còn phải thảng thốt như thế, nhưng chắc là với cung giọng thảm thiết hơn. Ngày 5 tháng 11 năm 2006, giáo dân xứ Đồng Đinh tại bức tượng tại chân Thánh Giá trên đỉnh núi Gò, hay còn gọi là núi Cay, nằm giữa sông Hoàng Long, thuộc thôn 4, xã Thượng Hòa, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Pho tượng chưa được cố định vị trí và chưa được Đức Giám Mục làm phép. Ngày 6 tháng 11 năm 2006 đến ngày 29 tháng 1 năm 2007, chính quyền địa phương làm việc với đại diện giáo dân giáo xứ Đồng Đinh khoảng hơn 10 năm lần. Trong đó, có những lần có sự hiện diện của Công an và Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ninh Bình, có lần diễn ra tại Hội trường Mặt trận Tổ quốc huyện Nho Quan. Trong các buổi làm việc liên ngành trên đây, hai lần ông chủ tịch xã Đinh Minh Uy tuyên bố: Nếu không hạ tượng thì kể cả cụt tay, tôi cũng lấy xà beng chọc nát tượng. Có anh công an tuyên bố không cho cha Năng là linh mục chính xứ về Đồng Đinh dâng lễ. Nếu cha cứ về dâng lễ mà không có phép thì trục xuất. Không hiểu vì lý do gì mà công an tuyên bố như vậy. Các buổi làm việc với đại diện giáo dân Đồng Đinh diễn ra rất căng thẳng và phức tạp. Người được các cán bộ đặc biệt chiếu cố là ông An Tôn Bùi Ngọc Chỉ, Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ. Các cán bộ có nhiều lời nói và hành động xúc phạm đến ông. Trong khi đang diễn ra các buổi làm việc thì Đức Giám Mục Giáo Phận đã đồng ý cho đặt bức tượng ở núi cạnh Nghĩa Trang bên sông Hoàng Long. Hội đồng Giáo xứ Đồng Đinh thông báo cho chính quyền và cho ý kiến của chính quyền. Trong lúc chưa nhận được ý kiến của chính quyền để chuyển tượng đi thì các cán bộ địa phương đã dẫn quân địa phương đến tàn phá. Sau khi diễn ra vụ phá tượng,
Công an huyện Nho Quan đã về lập biên bản. Ngày 7 tháng 2 năm 2007 đã ra một thông báo khẳng định việc đập phá tượng không có sự chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương mà do 10 đối tượng thực hiện, trong đó có sự tham gia của cá nhân một số lãnh đạo xã Thượng Hòa như ông Nguyễn Văn Chiên, bí thư đảng ủy xã, ông Đinh Minh Uy, chủ tịch xã, ông Nguyễn Văn Bảy, phó công an xã. Đấy là văn bản giải quyết cao nhất của các cấp chính quyền cho đến giờ này. Tin hành lang cho biết, các cán bộ cố giấu nhiệm vụ này. Qua trung gian, họ kín đáo mời ông Bùi Ngọc Chỉ đến ăn cỗ ở nhà một cán bộ. Trong bữa ăn, họ dùng áp lực để đe dọa ông Bùi Ngọc Chỉ, những mong hội đồng giáo xứ và giáo dân không đơn thư thưa kiện gì. Thấy không ăn thua, họ đổi nước, dùng quyền lợi và vật chất để dụ dỗ, kể cả cho ông mấy suất đất. Nhưng ông vẫn không xa trước cám dỗ. Ông nói mình không có quyền và chuyện phá tượng liên quan đến toàn thể giáo dân trong giáo xứ và quyền quyết định thuộc về cha chính xứ và toàn thể giáo dân trong giáo xứ. Người dân địa phương cho biết, hiện nay 10 người trực tiếp đập phá tượng là người trong xã Thượng Hòa, nhưng ở thôn khác. Khi đập phá xong, một số người trở nên bần thần ngơ ngơ, họ mới nói với giáo dân rằng, ông chủ tịch, ông bí thư, ông phó công an kêu họ đi làm, thế là ông chủ tịch xã phải chịu tội. Ông chủ tịch xã thấy mình không thể một mình gánh hậu quả, đã khai ra ông bí thư và các ông khác. Ông chủ tịch nói một mình ông thì không thể làm gì. Nếu ông làm thì đó là do quyết định chung của đảng bộ xã. Đấy là người dân địa phương cho biết thế, chứ trong bản thông báo của công an huyện thì khẳng định là không có sự chỉ đạo của cấp ủy và chính quyền địa phương. Các cán bộ đây đó nói rằng cán bộ xã Thượng Hòa sai và phải chịu truy tố trước pháp luật. Nhưng cha xứ và giáo dân xứ Đồng Đinh xin bãi nại. Thực sự thì không phải vậy. Tin gián tiếp cho biết các cán bộ liên quan cũng đến xin cha du xe Lê Đức Năng. Nhưng ngài nói chuyện phá tượng có tổ chức như thế và lại liên quan đến toàn thể giáo dân, phần nào liên quan đến Đức Giám Mục, chứ không riêng cá nhân ngài. Do đó, ngài không có quyền quyết định một mình. Cha Lê Đức Năng và Bùi Ngọc Chỉ đã làm đơn gửi lên ông Bí thư tỉnh ủy Ninh Bình, Ban dân vận tỉnh Ninh Bình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Bình, Ban Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, Ủy ban Nhân dân huyện Nho Quan và Tòa Giám mục Phát Diệm. Từ ngày đấy đến nay, Đức Giám mục chưa có tuyên bố công khai công cộng điều gì. Lý do theo phân tích của người ngoài cuộc, một phần là gần Tết, một phần là bức tượng là quà tặng của ngài cho giáo xứ Đồng Đinh, cho nên có vấn đề tế nhị. Vụ việc này giáo dân trong giáo phận Phát Diệm tỉnh Ninh Bình cũng ít người biết. Một mặt vì chưa có tiếng nói chính thức, công khai công cộng của Đức Giám mục. Mặt khác, vì giáo dân đang mải cấy vụ chiêm xuân và chuẩn bị Tết nhất. Tuy nhiên, vụ đập tượng này, công an các tỉnh khác, ít là ở miền Bắc, cũng đã biết và trong các cuộc chúc Tết nhau đây đó với giới chức sắc công giáo nhân dịp Tết nhất, một số cán bộ công an có đề cập tới ít nhiều. Khách ngoại quốc cũng chưa biết nhiều, vì lúc này đang mùa đông và mùa xuân, cảnh vật ở sông Hoàng Long u ám, ít người thuê thuyền máy đi dọc sông vãn cảnh. Bức xúc nhất phải nói là cha bề trên và quý cha quý thầy Đam Viện Châu Sơn Ninh Bình, cách đó khoảng gần 10 km. Các cha các thầy và các chú trong đan viện đã ăn chay hãm mình và cầu nguyện liên tục từ khi xảy ra vụ đập tượng đến nay. Khách thập phương đến viếng nhà dòng dịp Tết thường thấy sự bức xúc này trong câu chuyện ngày Tết. Người dân địa phương cho biết, hầu hết những thành viên tham gia đập tượng đến nay đều bần thần, ngơ ngác dù giáo dân chưa làm gì và chính quyền cấp trên chưa làm gì. Ít nhất, theo chúng tôi biết, đã có 2 trường hợp bị ngã xe máy và chấn thương sọ não, một đã hôn mê và một bị khâu hàng chục mũi ở đầu. Giáo dân Đồng Đinh hiện nay chia phiên nhau chèo thuyền ra neo gần tượng để canh tượng. Các anh chị em tín hữu ở đây chứng tỏ lòng khoan dung Kitô giáo cách tuyệt vời. Dù đau thương, cảm thấy bị xúc phạm nặng nề, nhưng không ai có một hành động nào quá khích. Từ khi bức tượng Đức Mẹ Sầu Bi bị tàn phá đến nay, đã có khoảng 40 đoàn hành hương, tổng cộng khoảng 2.000 người về kính viếng. Xung quanh bức tượng thường xuyên có người đọc kinh cầu nguyện. Tại chân tượng bị đập phá, hãy còn tấm bảng ghi dòng chữ Tạ ơn Đức Mẹ Pieta, người đã trở nên hình ảnh hội thánh tại giáo phận Phát Diệm, thật là chí lý và ý nghĩa.
Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.